Thanh Hoa xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục văn hóa của DKN TV. Thưa các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ câu chuyện Bí ẩn siêu năng lực của Mét Sinh phần 2: Đọc thấu suy nghĩ người khác và điều khiển đồ vật từ xa. Mét Sinh đến trước mặt lãnh tụ quốc gia Pinsuski hỏi làm thế nào mà cậu đạt được đọc tâm thuật, tức là thuật đọc tâm của người khác đang nghĩ gì. Mét Sinh thành thực trả lời: tôi cũng không biết nữa. Ngay thử tưởng tượng chút xíu, tại một quốc gia của người mù xuất hiện một người phổ thông có thị lực bình thường. Một người mù hỏi anh ta: bạn làm sao có thể nhìn thấy mọi tình huống, có thể nhìn thấy mọi vật? Đối phương sẽ trả lời: tôi chỉ là có thể nhìn thấy chúng. Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đến khám phá những bí ẩn chưa được giải đáp cùng chúng tôi. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nói về cuộc đời huyền thoại của Mét Sinh, một nhân vật bí ẩn rất nổi tiếng. Tiếp theo phần 1. Trong tập trước, chúng tôi đã kể rằng Mét Sinh sau khi phát triển siêu năng lực, tìm được công việc biểu diễn, ông ấy vì thế mà thanh danh nổi tiếng. Năm 1915, Zimet, quản lý của Mét Sinh, đưa cậu bé 16 tuổi đến Vienna trong chuyến lưu diễn. Chuyến đi tới Vienna này đã trở thành kỷ niệm quý giá nhất trong cuộc đời Mét Sinh. Các thí nghiệm tâm lý của ông đã gây chấn động địa phương, thu hút các nhà khoa học nổi tiếng nhất thời bấy giờ. Albert Einstein và Sigmund Freud đã đến xem buổi biểu diễn của Mét Sinh và cảm thấy hứng thú với nó, đồng thời mời Mét Sinh thực hiện một số thực nghiệm. Người mù khoa học gặp được ngôi sao khoa học. Năm đó, nghiên cứu của Einstein đã ở thời kỳ đỉnh cao, nhưng Mét Sinh lại là một thất bại đối với khoa học. Những mối liên hệ khó hiểu giữa điện từ, lượng từ, thuyết tương đối, thời gian và không gian hoàn toàn trống rỗng trong tâm trí ông. Một người là ngôi sao khoa học, người còn lại là người mù khoa học. Hai người hoàn toàn không ngang sức về học thức, nhưng họ đã đến với nhau một cách kỳ diệu dưới sự an bài của số phận và diễn một trường thực nghiệm thế kỷ. Khi Mét Sinh bước vào nơi cư ngụ của Einstein, điểm nhấn lớn nhất là sách chất thành đống khắp nơi, hầu như luôn trong tầm tay. Einstein thân thiện và ăn mặc giản dị, còn Freud mặc đồ đen, có vẻ mặt nghiêm nghị và cương quyết. Trong mắt Mét Sinh, ông ấy giống như một tu sĩ khổ hạnh. Bất chấp vẻ ngoài nghiêm khắc, Freud luôn thân thiện với cậu thiếu niên Mét Sinh. Thực nghiệm tâm linh cảm ứng bắt đầu và Freud truyền đạt một chỉ lệnh tư duy đầu tiên: đi đến tủ quần áo và lấy một cái nhíp đến gặp Einstein và nhổ 3 sợi râu từ bộ râu mượt mà của ông ấy. Mét Sinh 16 tuổi thực thi rất khẩn trương và cẩn thận. Trong hoàn cảnh vô thanh, Mét Sinh nhận được chỉ lệnh tư tưởng của Freud, nhặt chiếc nhíp lên và đi đến bên Einstein, xin lỗi ông ấy và sau đó trực tiếp nói ra niệm đầu của bạn ông. Einstein nghe thấy cười xòa và chìa má ra. Freud sau đó đưa ra một chỉ lệnh tư duy thứ hai: đưa cho Einstein một cây vĩ cầm và để ông ấy chơi. Mét Sinh làm theo chỉ lệnh tư duy, cầm cây vĩ cầm lên đưa cho Einstein và nói ra mệnh lệnh tư duy. Thưa các bạn, mệnh lệnh tư duy ở đây tức là Freud chỉ nói bằng suy nghĩ cho Mét Sinh mà không hề nói ra bằng lời. Vâng, Einstein lại cười, cầm cây đàn lên và bắt đầu chơi. Sau đó, hai nhà khoa học Weinberg, Einstein và Freud đã thảo luận về năng lực thần kỳ của Mét Sinh. Những vấn đề họ đàm luận đều là những thuật ngữ khó hiểu. Trong tai Mét Sinh, chúng chỉ là những âm thanh lộn xộn. Tuy nhiên, đó là một buổi tối thư giãn và hạnh phúc đối với Mét Sinh. Trước khi Mét Sinh rời đi, cậu nói với Einstein: ông sẽ nhận được một giải thưởng rất quan trọng vào năm 1921. Lúc đó, Einstein nghe thấy, ông ấy lè lưỡi một cách hài hước và không để tâm. Nhưng những diễn biến sau đó đã xác nhận tiên đoán của Mét Sinh. Năm 1921, Einstein đoạt giải Nobel về hiệu ứng quang điện và những thành tựu của ông trong vật lý lý thuyết. Einstein được thế giới công nhận là ngôi sao bắt đầu về khoa học. Khi càng đi sâu nghiên cứu, ông càng cảm thán về những bí ẩn của vũ trụ
và những điều siêu việt thời không mà khoa học vẫn chưa khám phá ra. Ông tin rằng tất cả những điều này đến từ bàn tay của Thượng Đế Toàn Năng. Trong thời đại hoành hành của thuyết tiến hóa và thuyết vô thần luận, nhận thức của Einstein đối với thần không thể được công bố cho thế giới càng sớm càng tốt. Nhưng trong bức thư gửi con gái của ông đã bày tỏ suy nghĩ thực sự của mình. Ông tin rằng có một lực lượng bàng đại trong vũ trụ, lực lượng này của vũ trụ chính là yêu thương từ bi và nó là vô hạn. Lực lượng này có thể giải thích mọi thứ và mang lại ý nghĩa cho sinh mệnh. Đó là một biến số mà chúng ta đã bỏ qua quá lâu. Có thể chúng ta sợ từ bi bởi nó là năng lượng duy nhất trong vũ trụ mà con người chưa học được cách khai thác. Einstein, ông nhìn nhận lực lượng này của vũ trụ có thể bao dung và thống trị hết thảy. Đằng sau hết thảy mọi hiện tượng trong vũ trụ, nó đều tồn tại. Nhưng các nhà khoa học khi tham khám vũ trụ thường hay lãng quên lực lượng to lớn nhất này, nên không thể tìm thấy sự tồn tại của nó, cũng khó có thể đưa ra lý giải hợp lý. Những hiện tượng siêu thường mà Messing mang theo, đằng sau đó cũng rất có thể tồn tại đồng dạng một chủng loại lực lượng vũ trụ, chỉ là mắt người nhìn không thấy mà tham khám khoa học trong thời điểm hiện tại cũng không có cách nào có thể giải thích nó một cách hợp lý. Trong thế giới ngày nay, một số lượng lớn các tác phẩm điện ảnh và truyền hình như khoa học viễn tưởng và du hành xuyên việt thời gian không gian đã xuất hiện, giúp thế nhân nhận thức liễu giải về thế giới chưa biết, tham khám các hiện tượng thần bí, phát triển nhiều góc nhìn khác nhau. Có thể là trong tương lai không xa, những hiện tượng siêu thường xuất hiện trên thân của Messing đối với nhân loại sẽ không còn là vấn đề khó tin, khó giải nữa. Thực nghiệm khiến nhà tâm lý học sụp đổ. Messing cũng đã được trắc nghiệm bởi một hội tâm lý học ở Berlin, Đức. Hội tâm lý học này bao gồm nhà tâm lý học nổi tiếng thời bấy giờ, bao gồm Levi Stern, Karen Honey, Alfred Adler, Baber, Enbom và một số người khác. Trong một phòng thực nghiệm khổng lồ màu trắng, trắc nghiệm bắt đầu. Trong quá trình trắc nghiệm, Messing hướng tới các nhà khoa học, triển thị một siêu năng lực mà cậu chưa từng biểu diễn trên sân khấu. Đó là năng lực khống chế, điều khiển từ xa. Cậu không hề động tay mà sử dụng ý niệm của mình, di chuyển que diêm và hộp diêm ngoan ngoãn xuống bàn, rồi xoay nó như một cái la bàn. Giáo sư Adler, một người theo chủ nghĩa vô thần luận, duy vật, đã thất thần theo dõi quá trình thực nghiệm, mắt dán vào nhìn Messing dùng ý niệm điều khiển từ xa, di chuyển điếu thuốc của ông ấy đi 15 cm. Thế giới quan của ông đã sụp đổ ngay tại chỗ và ông thốt lên: "Ôi, thiên sứ của Thượng Đế đã xuất hiện." Trong quá trình này, thiết bị quan trắc đã phát hiện ra sự tăng cường của điện trường xung quanh cánh tay của Messing. Bất kỳ học sinh tình nguyện nào tiếp xúc với điện trường này đều để lại những vết đỏ trông giống như vết bỏng, đồng thời tính dẫn điện trong không khí cũng tăng cường. Các giáo sư hỏi một cách hào hứng: "Cậu đã làm thế nào?" Nhưng Messing tự bản thân cũng không biết. Ở đây có một chi tiết khác để giới thiệu với các bạn. Khi thực nghiệm công năng siêu khống, tức là công năng, khả năng điều khiển từ xa, ban đầu các nhà khoa học đã lắp đặt một màn kính phía trước Messing, sau đó thấy rằng màn kính không thể chặn Messing. Các nhà khoa học đã tháo màn kính và đặt một miếng ván ép trước Messing, và thậm chí sau đó còn dùng một tấm sắt che trên mái, nhưng nó không ngăn được năng lực siêu khống của Messing. Theo yêu cầu của giáo sư Stern, Messing còn thể hiện khả năng đọc tâm thuật, đọc suy nghĩ của người khác. Các giáo sư và sinh viên tình nguyện đã âm thầm viết ra các từ và cụm từ khác nhau, sau đó che chúng lại, nhưng Messing đọc chúng không hề nhầm lẫn. Thực nghiệm này còn có một tiểu giáp khúc. Messing đã thành công giúp giáo sư Stern tìm lại được một cuốn sách. Hóa ra một năm trước, giáo sư đã để cuốn sách này trên gác xếp, khi muốn đọc lại cũng không nhớ được đã để nó ở đâu. Messing nhìn thấy ký ức của giáo sư và nói cho ông ấy biết vị trí của cuốn sách. Messing không thể lái xe, và để trắc nghiệm năng lực của cậu, giáo sư Honey đã cho cậu ngồi sau vô lăng của chiếc xe.
Sau đó, bịt mắt cậu lại, đặt tay lên vai cậu và sau đó ra chỉ lệnh tư duy trong im lặng. Hướng trái, hướng phải, Bích Sinh hoàn toàn không thể nhìn thấy điều kiện đường xá. Chỉ bằng cách thông qua đọc suy nghĩ của giáo sư, cậu đã bẻ lái chính xác và khiến chiếc xe đi vòng quanh sân vài vòng. Thi triển đọc tâm thuật để nghe tâm thanh của tướng quân. Nói về kỹ thuật đọc tâm thuật của Bích Sinh, chúng tôi xin giới thiệu một ví dụ kinh điển. Bích Sinh đã được nhập ngũ vào quân đội Ba Lan khi cậu ở Ba Lan. Vì vậy, cậu đã gia nhập quân đội và làm việc như một nhân viên y tế. Một ngày nọ, một trung úy và ba người lính đến bộ y tế nơi Bích Sinh đang ở, yêu cầu cậu thu dọn đồ đạc và rời ngay đi lập tức, và đánh cậu rất nặng mà không có lý do. Những người lính hộ tống Bích Sinh gầy gò đến Warsaw, hóa ra là nguyên soái Ba Lan Joseph Piłsudski muốn gặp cậu. Piłsudski, công thần của đất nước Ba Lan, cũng là người phục sinh cho quân đội Ba Lan. Người dân Ba Lan khi đó đã dành cho ông những lời khen ngợi chân thành nhất. Họ cho rằng ông vĩ đại, hùng mạnh, trầm mặc như một tượng nhân sư, chiêm ngưỡng trong sự trầm tư của đá hoa cương. Một nhân vật vĩ đại như vậy, vì để gặp Bích Sinh đã phái rất nhiều người đến hỏi thăm nơi ẩn náu của cậu. Bích Sinh đến trước mặt vị lãnh tụ quốc gia. Piłsudski hỏi làm thế nào mà cậu đạt được đọc tâm thuật. Bích Sinh thành thực trả lời, tôi cũng không biết nữa. Ngài hãy thử tưởng tượng chút xíu. Một quốc gia của người mù xuất hiện một người phổ thông có thị lực bình thường. Một người mù khỏi anh ta. Bạn làm sao có thể nhìn thấy mọi tình huống, có thể nhìn thấy mọi vật? Và đối phương sẽ trả lời, tôi chỉ là có thể nhìn thấy chúng. Vị nguyên soái hỏi, cậu nói cậu nhìn thấy là ý tứ gì? Bích Sinh nói, tôi ước gì tôi biết. Ngụ ý là, mặc dù cậu có công năng đặc dị, nhưng cậu không biết làm thế nào công năng đặc dị này làm sao sản sinh ra và nguyên lý cụ thể của nó là gì, cậu đều không biết. Vị nguyên soái nghe lời giải thích và không gặng hỏi gì nữa. Sau khi chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc để mở rộng lãnh thổ, một cuộc chiến đã xảy ra giữa hai đế chế mới thành lập là Nga Xô Viết và Ba Lan. Đó là chiến tranh Ba Lan Liên Xô. Ba Lan chuyển từ thế tấn công sang rút lui nhanh chóng. Nguyên soái Piłsudski tự hỏi cuộc chiến này với Nga Xô Viết sẽ kết thúc như thế nào. Bích Sinh kín đáo hồi đáp, quân đội Ba Lan sẽ sớm thắng lợi. Nhưng trước đó, người Ba Lan sẽ phải rút về Warsaw. Nguyên soái Liên Xô Tukhachevsky rất nguy hiểm và có khả năng mắc sai lầm chiến thuật. Ngay khi lời nói của Bích Sinh được phát ra, một trong những vị tướng có mặt lập tức mắng mỏ. Nó chỉ là một thằng nhóc. Một vị tướng khác cũng hét lên, không thể để cho Tukhachevsky đưa quân đoàn của chúng tôi từ Kiev, thủ đô Ukraine, ra ngoài. Đánh giá tình hình chiến sự lúc bấy giờ, Ba Lan đã giành chiến thắng trong cuộc chiến năm 1919 và kiểm soát phần lớn lãnh thổ miền Tây Ukraine. Vì vậy, khi dự đoán của Bích Sinh được xuất ra, nó đã bị bác bỏ bởi các tướng lĩnh có mặt. Họ không tin rằng quân đội Ba Lan sẽ để mất Ukraine và rút về Warsaw, cũng như việc nguyên soái Liên Xô Tukhachevsky sẽ mắc sai lầm. Vậy, sự thật là gì? Những người bạn quen thuộc với lịch sử giai đoạn này đều biết rằng vào tháng 4 năm 1920, Tukhachevsky, nguyên soái quân đội Nga Xô Viết, bắt đầu một cuộc phản công. Cuộc phản công ban đầu rất thành công. Quân đội Liên Xô thậm chí còn tiến đến vùng lân cận Warsaw, thủ đô của Ba Lan. Nhưng đến tháng 8, tình thế lại thay đổi. Với chiến thắng quyết định của quân đội Ba Lan trong trận Warsaw, quân đội Ba Lan tiến về phía đông thắng lợi và Liên Xô đề xuất cầu hòa. Nhưng vào năm 1919, không ai ngoại trừ Bích Sinh mong đợi rằng lịch sử sẽ đi theo hướng này. Trước sự chế giễu của các tướng lĩnh, Bích Sinh quyết định dạy cho các tướng sĩ một bài học giáo huấn, tiêu diệt sự ngạo mạn và ngu kiến của họ trước lãnh địa mà họ không biết. Được sự đồng ý của nguyên soái Piłsudski, Bích Sinh nói chuyện với các tướng lĩnh có mặt. Cậu nói với một trong số họ, tướng quân đã mua cổ phiếu các nhà máy đường của Ukraine để làm gì? Những người Bolshevik của nước Nga Xô Viết
sẽ cai trị Kiev, Zhytomyr, Hessen và Odessa. Câu nói đột ngột này làm cho vị tướng quân mặt dài ra, cầm tức khắc hạ xuống, nhìn chân chân Maxim. Maxim lại nói với vị tướng quân, Marco khiến bà thao ơ bối rối và vô cùng hoang mang vì khoảng cách tuổi tác. Mặt vị tướng quân lập tức đỏ bừng. Tại thời điểm này, nguyên soái Pisuski cười khúc khích, bị thúc đẩy bởi tâm hiếu kỳ. Một người bảo vệ mặc thường phục lịch sự hỏi Maxim, anh có thể nói điều gì với tôi được không? Maxim đáp, hãy để người đàn ông đáng kính này không phải lo lắng về con gái của mình. Cô bé nhất định sẽ khỏe lại. Cô ấy đã khỏe lên nhiều rồi. Điều dễ nhìn thấy nhất là cô bé sinh bệnh đang nằm trên giường. Vào thời khắc này, người cha của cô đang ngồi trước mặt tôi, lo lắng về sức khỏe của con gái. Người cảnh vệ hét lên ngạc nhiên. Cậu làm sao có thể biết được tâm bệnh của tôi? Đến đây, các vị tướng đều trầm lặng. Nguyên soái Pisuski yêu cầu Messing lưu lại và bảo những người khác ra ngoài trước. Ông ấy muốn hỏi cậu về tương lai. Messing nói rằng nguyên soái sẽ là thủ tướng và sẽ sống 15 năm nữa. Sau cuộc nói chuyện, vị nguyên soái sắp xếp cho Messing làm người ghi chép tại tổng bộ và tặng cậu một chiếc đồng hồ vàng làm lễ vật chia tay. Lần đầu tiên Messing đến trụ sở chính, chưa quen với cuộc sống ở đó. Tuy nhiên, ông đã dùng chính năng lực tự thân của mình để nghe trộm tư tưởng của các sĩ quan, nên biết rõ quan điểm cấp bậc của các sĩ quan, nên cuộc đời của ông diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, những con người phi thường được định sẵn để có nhân sinh phi thường. Liệu Messing có thể sống sót qua hiểm nguy một cách bình an sau khi phát xít Đức tràn đến? Chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn ở lần sau. Vâng, thưa các bạn, chuyên mục văn hóa của chúng tôi đến đây tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.